Xin chào tất cả các bạn nha. Có gió lại rồi đó. Rồi, chuẩn bị. Lên. Gió dữ không bạn? Dữ ạ. Lên leo cao ai. Rồi đây. Ba chú cầm diện ba chú ngồi. Vô cuồng, vô cuồng. Vô cuồng, vô cuồng. Hay quá. Quá tài, quá tài. Nhịp giái luôn hả? Lên đường hả? Cước mắc cáo ạ. Chiều đó sườn carbon mà không nhẹ là thôi à. Đảo rồi, thụ mất lên lẹo đảo rồi mà trời. Gió. Ừ? Gió tại đây. Bụi gió này chắc bụi. Đéo bụi đâu. Rớt luôn. Ai dán nhiều thì gặp. Yếu gió là rớt luôn. Mấy con này sườn carbon nó mới nhẹ, bay dữ vậy. Dạ. Chị không hay gặp sự cố nữa đó. Lên con chàm lụm đó. Ồ, đủ thôi được rồi. Tràm chi vậy cao. Đủ tội nghiệp ta hư vũ ta chứ. Nặng quá hả? Cầm nổi hả? Thấy mấy con kia đừng bắt trước nha, phăng cố gắng phăng lên nha. Chưa đen thấy ta hồi nãy lên đủ. Trời giấy hai màu đồ ha. Dân kêu dữ. Rồi được không? Hết gió rồi. Rô không được mà. Lắc qua lắc lại cứ rớt luôn à. Rồi xuống rồi.
ăn đâu bé? Xuống luôn. Gắn đèn đâu đây, chuẩn bị gió nè, tha đêm rồi. Mét 7. Con này của mình chuẩn bị thử lèo đây mà không có gió. Gió yếu quá. Con này 1,5 m. Con này 1,8 m. Mà chắc là trời uống sớm quá. Rồi thôi, bây giờ mình quay đến đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Dù nằm dưới đất quá trời, trời gió không. Hôm nay gió yếu quá. Rồi, bye bye các bạn.